Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Kiên ạ. Dạ con kính bạch sư, con hay mở bài niệm Phật để trên ban thờ, có người bảo không tốt, con xin sư giải thích cho con biết ạ. Con xin tri ân sư ạ. Mở đài niệm Phật hay là mình mở cái bài niệm Phật cũng được, hoặc là mình mở những cái bài tụng kinh, hoặc là mở những cái bài mà người ta đọc kinh MP3 ấy, đọc kinh Nikaya ấy, trưởng bộ trung bộ ấy, tăng chi bộ ấy, và cứ mở như thế và để mình nghe là được. Còn cái không tốt ấy, cái không tốt là do mình nghĩ rằng có con ma nào đang ngồi nghe ấy, thì lúc ấy là mình là không tốt, là không tốt, hoặc là mình nghĩ tổ tiên nhà mình là con ma đang ngồi nghe ở trên ban đấy cũng không tốt, thì tâm mình nó sinh ra những ảo tưởng, những cái hoang tưởng, và nó cứ hay nghĩ về những cái thế giới siêu hình vô hình, như vậy nó hay bị ám ảnh bởi những cái cõi sống mà mình không thấy. Mình biết là ông bà tổ tiên nhà mình có ngồi nghe đấy không, mà mình mở chi, mình mở cho mình nghe thì được. Cứ tác ý như vậy thôi thì tốt, nếu như mình mở kinh mở pháp thì mình nghe thì tốt. Còn mình nghĩ rằng mở cho một cái đối tượng vô hình nào đấy nghe, tâm của mình dễ bị sinh ra những cái mê tín, những tà kiến, bị ám ảnh bởi những cái đó thì cái điều đó là không tốt. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Ngân ạ. Dạ con kính bạch sư, tự ngã, trú vào vạn thể có ý nghĩa là gì ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Tự ngã chú vào phạm thể là phạm thể, ở đây là cái trạng thái của các tầng thiền ấy. Sơ thiền là phạm thể, tự ngã là bản thân mình ấy, tâm của mình ấy. Tâm của mình thì lúc là một cái người mình chưa phân tích ra được cái tâm, các cái chưa giác ngộ ra được các cái pháp hữu vi, thì ở trong cái pháp tục đế thì mình chú ở trên cái tầng thiền đấy thì được gọi là tự ngã, tức là cái bản thân mình đang an trú ở trong trạng thái của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Thì đấy được gọi là tự ngã trú vào phạm thể, là mình trú trong các tầng thiền. Thì các tầng thiền là những cái pháp, là cái tâm của các cõi phạm thiên, cho nên được gọi là phạm thể ạ. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Tú Linh. Dạ con kính bạch sư, con bị nghiền sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Con thấy nó thực sự có hại trong cuộc sống, gia đình cũng như trong công việc của con. Nhưng con chưa biết cách nào để mà dứt bỏ nó. Con xin sư cho con một lời khuyên để từ bỏ thói quen xấu này ạ. Con xin tri ân sư ạ. Dùng điện thoại á, Dạ vâng ạ. dùng điện thoại vào truy cập vào các cái mạng xã hội, thì đúng là thời bây giờ cái điện thoại đấy là một cái pháp ô nhiễm cực kỳ nguy hiểm đối với thế gian, đối với tất cả mọi người trên thế gian đang bị ô nhiễm, đang bị hủy hoại, tất cả những cái tâm thanh tịnh của mình trở nên bị ô nhiễm hết do dùng cái điện thoại đó. Vì trong những cái pháp thiện và những cái pháp bất thiện ấy, thì những cái pháp bất thiện ấy nó không cần ai phải dạy cả, nó rất nó có một cái sức hút một cách rất là tự nhiên. Còn giống một cái người giống như là có một cái quả núi mà một cái người thì muốn đi lên thì phải ra sức đi lên, nó rất là khó. Như vậy một cái người mà hướng đến những cái pháp thiện nó rất là khó, mệt mỏi, cố gắng rất là nhiều như người đi ngược lên cái ngọn núi. Còn những người mà đi xuống dốc ấy, thì nó rất là dễ dàng, nhanh chóng. Vậy người hướng theo cái pháp bất thiện nó rất là nhanh, không cần tổn hại, không cần ai chỉ đường hướng dẫn gì hết. Nên là vậy thì trong cái điện thoại, cái mạng xã hội vậy, nó có hai cái, có những cái tốt và cái xấu ở trong đấy, nhưng mà cái tâm lý con người ta sẽ hướng về những cái ô nhiễm, cái xấu trong đấy nhiều, và người ta sẽ dùng nó để làm cái tốt thì rất là ít. Cái khuynh hướng tâm là sẽ hay vào những cái pháp bất thiện ở trong đấy, cho nên là cái việc sử dụng mà không có chừng mực, không có buông bỏ được, và nó đã trở thành thói quen, nó bị nghiện, nghiện những cái ô nhiễm, những cái bất thiện ở trong đấy rồi, thì rất là khó buông bỏ, khó từ bỏ, và sinh ra rất là nhiều những cái bệnh và những cái tâm lý xấu. Nên là cần phải mạnh mẽ dứt khoát đập cái điện thoại đấy ra,
thì sẽ bỏ được nó dễ nhanh nhất. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Linh ạ. Dạ con kính thưa sư, con muốn hỏi về các bài kinh đề cập tới tâm từ trong kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy ạ. Con mong sư giải đáp giúp con ạ. Con kính chiên sư ạ. Rất rất nhiều bài kinh mà đề cập đến tâm từ, như bài kinh hôm nay ấy, cũng đề cập đến tâm từ. Những cái bài kinh đề cập đến tâm từ còn rất là nhiều, cứ đọc các kinh Trung Bộ, Trường Bộ ấy, thì không thể liệt kê hết được. Nhưng mà nói chung là trong đó có rất nhiều, phải chữ khó tự mình đọc, nghiên cứu. Nhưng mà chỉ cần nắm được cái phương pháp để thực hành cái thiền tâm từ ấy là được rồi. Mình đâu cần phải liệt kê hết tất cả các bài kinh nói về tâm từ đâu. Thì cũng cái sự thực hành nó cũng giống nhau. Bài kinh nào mà nói đến tâm từ thì Đức Phật cũng dạy rằng vì ấy với tâm, câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Thì vì ấy sẽ lấy những cái chúng sinh ở phương Đông, Tây, Nam, Bắc, tất cả các phương hướng ấy làm đối tượng để mà rải cái tâm từ bi của mình, rải tâm từ của mình, mong rằng cho những chúng sinh đấy được an vui thoát khổ đau. Rồi cái tâm từ ấy được thực hành liên tục không gián đoạn, thì vì ấy cũng sẽ ni dục, ni ác, bất thiện pháp và chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Đấy là cái pháp thực hành thiền tâm từ. Cái lý thuyết nó không quan trọng, mà nó quan trọng là cái công phu mình thực hành hàng ngày. Hãy để cái thời gian mà thực hành thiền tâm từ chuyên sâu và giữ chánh niệm trong cái pháp thiền tâm từ ấy ở mọi lúc mọi nơi, bất cứ ở đâu, khi nào mình sống ở đâu, mình cũng có cái tâm từ với tất cả những chúng sinh ở nơi ấy, thì cái đấy mới quan trọng. Còn cái học lý thuyết không quan trọng. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả ạ. Dạ con kính bạch sư, trong lúc hành thiền con thường tưởng ra nhiều thứ làm cho con thấy bất an. Lúc không hành thiền cũng như vậy thưa sư, con mong sư từ bi chỉ dạy cho con ạ. Con xin chiên sư và ban tổ chức ạ. Nếu như ngồi thiền mà tưởng ra nhiều thứ rất nguy hiểm, nó bị ảo tưởng, bị hoang tưởng, bị loạn tưởng, và đến một lúc nào đó cái tưởng ấy nó mạnh lên, nó vượt ra cái sự khống chế của mình, thì sẽ mất kiểm soát, nên phải phải dứt bỏ ngay. Nếu như mà đang ở trong cái trạng thái đấy, mà hành thiền mà cứ bị tưởng tưởng như vậy, thì cần phải thực hành cái pháp thiền gì đó mà mình không tưởng. Tốt nhất là thực hành thiền sắc chết thì nó sẽ ít tưởng hơn. Niệm về tử thi, niệm sắc chết. Cái tưởng ấy mà mình tưởng đến những cái có lợi ích, nó ni dục, ni tham, ni phiền não, thì cái tưởng ấy lại tốt. Còn nếu mình tưởng đến những cái mà nó làm tăng trưởng tham ái, tham dục đi, ví dụ mình cứ tưởng ra những cảnh đẹp, những cảnh khả ái hấp dẫn, ưa thích, những cái cảnh phi lý hoang đường, những cái cảnh mà cao siêu huyền bí, thì những cái cảnh đấy nguy hiểm. Vậy thì tưởng ấy thì cũng là tưởng ấy, thì hãy tưởng cái xác chết, niệm xác chết, xác chết. Rồi sau đó tưởng cái thân mình chết, chắc chắn là sẽ chết, 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 chết. Thì cái tưởng đấy sẽ, nó sẽ diệt trừ những cái ảo tưởng khác. Vậy thì cũng thay đổi cái tưởng đi một chút là được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Nhãn ạ. Dạ con thưa sư, con là tỳ kheo mới thọ giới. Con nghe nói chỉ cần học hướng dẫn về thiền tuệ và thực hành thiền tuệ là đủ, không cần thực hành thiền định, không cần tìm hiểu và học pháp như vi diệu pháp. Giới luật tỳ kheo thì học nhưng không cần để ý nhiều, vì khi hành thiền trí tuệ sẽ tự động khai mở và chỉnh sửa thân và tâm, hai thói quen và tự phân biệt thiện bất thiện. Điều này có đúng không ạ? Con kính chiên sư ạ. Nếu như trong thời Đức Phật ý, thì có thể đúng, nhưng với thời bây giờ mà thực hành như vậy thì nguy hiểm, khó mà thành tựu được. Như thời Đức Phật thì đúng là cái thời đầu ấy, Đức Phật thuyết giảng giáo pháp lúc ấy là chưa có giới luật, chưa có luận vi diệu pháp gì cả. Và nhưng mà cũng Đức Phật sẽ tùy theo căn cơ biết rằng người này chỉ cần nghe bài pháp này, thực hành một cái pháp thiền quán là có thể chứng đắc được đạo quả, thì có thể vị ấy chỉ cần như thế thôi. Và khi chứng đắc được đạo quả rồi thì vị ấy muốn học nữa thì học, không học nữa cũng không sao. Nếu vị ấy muốn làm lợi ích cho mọi người thì vị ấy luôn đi theo Đức Phật để nghe Đức Phật dạy giảng pháp, thì vị ấy mới có những kiến thức đi giảng dạy cho người khác. Chứ một vị A-la-hán
mà vị ấy không có học những pháp không đa văn thì vị ấy cũng không giảng dạy được rộng rãi đối với mọi người, mặc dù mình có thể hướng dẫn những cái kinh nghiệm của mình. Vị ấy hướng dẫn kinh nghiệm của mình bằng cái sự tu chứng của mình. Tôi chỉ quán một chút thôi, chỉ quán mỗi thế là năm uẩn vô thường khổ vô ngã, thế là tôi chứng được đạo quả. Thế bây giờ tôi chỉ dạy được như thế thôi. Hãy thực hành nó là quán vô thường khổ vô ngã, nhưng mà cái người khác người ta sẽ không thể thực hành được như vậy, hoặc là rất ít người có thể thành tựu được như vậy. Vậy nên một vị ấy có thể càng học được nhiều thì nhiều phương pháp, nhiều pháp môn, thì vị ấy không những có nó lợi ích cho bản thân mình mà có nhiều cái kinh nghiệm. Vì một cái phận sự của một vị tỳ kheo là cái sự tu tập để đi đến giải thoát cho bản thân mình, ngoài cái phận sự ấy ra còn phải có cái phận sự là lưu truyền lại giáo pháp. Vị ấy có cái bổn phận là truyền lại cả pháp học và pháp hành, cho nên là vị ấy có thể học được càng nhiều pháp càng tốt và thực hành nhiều càng nhiều pháp càng tốt. Nếu như mà chỉ chọn duy nhất một pháp thực hành như vậy, nhỡ nó không thành tựu thì sao? Nhỡ cái pháp ấy nó không phù hợp với mình thì sao? Mình không thành tựu được, giống như là một cái người mình cứ cố gắng trèo lên những cái ngôi nhà cao tầng mà mình không đi tuần tự từ tầng 1 mà cứ nhảy lên, nhảy hoài mà nó không lên đến nơi, cuối cùng mình chẳng lên được cái gì cả, thành vô ích. Vậy cho nên để thận trọng thì vẫn nên học các cái pháp tuần tự từ thấp đến cao. Học giới, học những cái pháp về pháp học, kinh luật luận và những pháp về pháp hành, giới định tuệ. Cứ nên học từ thấp đến cao để cho nó chắc ăn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí An. Dạ con kính thưa sư, có phải do ngày xưa các vị tỳ kheo sống theo hạnh ba y một bát đi xin ăn, sống không nhà cửa, nay đây mai đó, sống ở nơi rừng núi hoang vắng, không tích trữ thức ăn, vải mặc, của cải, tiền bạc vật chất, giống như con người thời Nguyên Thủy lên mới gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, có phải không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Này là nghĩ bậy bạ quá. Phật giáo Nguyên Thủy thì đúng là thời Đức Phật ấy, là các đại đa số mọi người là sống thiểu dục chi túc, đơn sơ đơn giản như vậy. Đấy, Đức Phật luôn luôn khuyến khích là sống buông xả, không tích trữ nhiều. Ai mà tích trữ nhiều y áo thì bình bát thì đều bị Đức Phật của trách, hay là các vị tỳ kheo khác của trách. Mà cái các tất cả những bậc thánh nhân thì đều sống với cái tâm buông xả như vậy. Những bậc tam quả tứ quả thì không cần ai nhắc nhở nữa, tuyệt đối không bao giờ các vị ấy tích trữ những cái vật dụng mà một cách thừa thãi, như vật thực hay là những cái vật dụng khác, chỉ có đủ dùng vừa đủ mà thôi. Còn vì thời Đức Phật là các bậc thánh nhân rất nhiều, cho nên cái đời sống thiểu dục ấy, chi túc sống vừa đủ ấy, nó phổ thông, nó phổ biến, nó phổ cập. Trong cái thời chánh pháp còn các bậc thánh nhân nhiều thì cái đời sống như vậy còn phổ thông, phổ biến nhiều. Nhưng mà về sau này thì những bậc tu chứng đắc những đạo quả cao thì bắt đầu ít đi. Rồi những người tu thì còn, nhưng mà đa số là phàm nhân. Thì trong lòng nó vẫn có những cái tham này, tham kia. Cho nên là cái sự tích trữ nó sẽ cao hơn, nhiều hơn. Cho nên là cái nối sống nguyên thủy bắt đầu nó giảm bớt đi, giảm dần đi. Rồi về sau này nữa thì phát triển thành những cái gọi là Phật giáo phát triển. Thì sẽ phát sinh ra cải cách, đổi mới ra nhiều cái khác nữa. Vậy cho nên là có Phật giáo nguyên thủy thì vẫn giữ lại những cái pháp học, pháp hành giống như thời Đức Phật. Kinh luật luận không thêm vào không bớt đi, giới định tuệ thực hành y như vậy không thêm không bớt, thì đấy là Phật giáo nguyên thủy. Sinh hoạt đời sống tu hành cũng tương tự giống như thế, hoặc là nếu như nó có thay đổi nó không đáng nhiều, không quá nhiều. Còn Phật giáo phát triển thì cải cách, thay đổi cả kinh luật luận, thay đổi cả những cái pháp hành, những pháp môn khác, thay đổi cả cái nếp sống sinh hoạt tu tập khác. Cho nên là có Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển. Không phải là như người nguyên thủy thì người ta không, cái thời bây giờ cái kiến thức cái phổ thông bây giờ người ta không hiểu được cái thời nguyên thủy đâu. Cái con người thời nguyên thủy là những cái người các cõi phạm thiên mà sinh về cái
cái quả địa cầu này phi hành trên hư không, tự thân phát ra ánh sáng và không cần ăn vẫn sống, hoặc là các vị ấy giống như các chư thiên ấy. Chứ mà sống được như thời nguyên thủy đâu phải dễ đâu. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lam Nguyễn ạ. Dạ con thưa sư, có phải khi bản thân mắc lỗi và luôn nhớ về lỗi đó sau khi đã sửa lỗi, hoặc đi kể lỗi của người khác để người khác tránh mắc phải lỗi đó, thì do nói nhiều lần liên tâm ghi nhớ chuyện đó và phóng tâm khi hành thiền, việc đó có khả năng là thường nghiệp đi theo lúc cận tử không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Nếu như mà mình mắc lỗi thì mình cũng phải buông xả, mình sám hối xong buông xả đi để nó không bị trọng hối. Cái người mà hay có lỗi thì hay tâm hay bất an, hay luôn có cái sự trạo hối, tâm không được an, cho nên khi hành thiền tâm nó hay năng sang phóng dật. Vậy nên là ngay cả những cái người mà hay chỉ trích những cái lỗi của người khác, người đấy cũng bị cái tâm trạo hối, cái năng sang phóng dật. Vậy nên là có lỗi thì mình sám hối đi rồi buông nó đi, quên nó đi, đừng có để cho nó sinh khởi lên nhiều, tức là đừng hướng tâm, đừng nghĩ gợi nhớ đến nó nhiều nữa, thì tâm nó sẽ an trở lại, thì ngồi thiền nó an hơn. Thì thường thường nó chỉ là thế thôi, cái tâm mình buông đi để cho nó khỏi trạo hối mà. Cái tâm mà trạo hối là nó phóng dật năng xăng, vì nó cứ nghĩ đến những cái lỗi mà mình đã làm vậy, cho nên tâm bất an. Và cái tâm trạo hối đấy, nếu đến thời điểm cận tử mà cái tâm trạng hối đấy nó sinh lên, mình vẫn sinh về cái cõi đọa xứ, tức là sinh về cái cõi khổ đau. Nếu như cái tâm cận tử ấy nó trạng hối với một cái tội lỗi, nỗi lầm nào đấy, thì vẫn sinh về cõi ác thú đó. Nên là không nên trạng hối. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê Trung Hiếu. Dạ con thưa sư, con nhìn thấy mấy bạn nữ đi trên đường thì con có tâm suy nghĩ là những người nữ này không đẹp bằng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có 32 hảo tướng và 80 mẹ vẻ đẹp đại trượng phu và 6 màu lục sắc hào quang. Những người này không có. Vậy có phải khi đó tâm con rơi vào ngã mạn không thưa sư? Vì có sự so sánh hơn thua trong đó ạ. Con kính mong sư giải đáp ạ. Nghĩ như vậy thì nó cũng ngã mạn, thì nó cũng cũng có ngã mạn về Đức Thế Tôn, về cái vẻ đẹp của Đức Thế Tôn của mình, nó cũng có cái tà kiến ở trong đấy. Khi mà mình thấy cái thân người nữ ấy là đẹp là nó đã có tà kiến rồi, nên mình còn thấy Đức Thế Tôn là đẹp mà, thì nó cũng là cái pháp tục đế thôi. Nếu như một cái người thấy cái Đức Thế Tôn là đẹp, nó cũng là một tà kiến. Mặc dù tà kiến nó không phải là bất thiện, nhưng nó cũng là tà kiến. Vì Đức Thế Tôn cũng là cái thân tứ đại này, cũng sinh diệt vô thường khổ vô ngã này, chứ đâu có phải là cái thân kim cang bất hoại đâu. Còn cái thân người nữ không đẹp, mà trong cái thân đấy nó có phân, có nước tiểu, có giỏi bọ, hôi thối, xấu xa. Vậy thì mình không được nghĩ là thân người nữ là đẹp thì mới đúng, thì mới là cái người hiểu đúng. Thì cần phải thay đổi lại, khi mình nhìn thấy một cái người khác người nữ thì mình phải nghĩ rằng đây nó giống như là cái máy sản xuất phân nước tiểu, cái nó xí di động, hôi thối bất tịnh, thì nó sẽ diệt trừ đi được những cái tà kiến ở cái mức độ cao hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Vân ạ. Dạ con thưa sư, con đã từng đi du lịch đến đất nước Nepal là quê hương của Đức Phật. Con thấy khá ngạc nhiên là nhiều người dân Nepal ở đây có ngoại hình rất giống với người Á Đông chúng ta. Người dân ở đây nhìn giống như người Trung Quốc, Việt Nam, Biến Điện hay là Nhật Bản, Hàn Quốc nhiều hơn là giống với nét điển hình của phần đông người Ấn Độ ạ. Con thấy trong kinh điển nói đến Đức Phật là người thuộc bộ tộc Thích Ca. Vậy thì bộ tộc Thích Ca ngày xưa có giống với người dân Nepal bây giờ không ạ? Con xin thành kính tri ân sư và ban tổ chức ạ. Con người thời ngày xưa với thời bây giờ, thực ra con người luôn luôn có cái sự đổi thay.
Thời thế nó sẽ đổi thay, nó sai khác đi. Cái thời ngày xưa con người cao hơn, lớn hơn bây giờ. Dần dần con người nhỏ đi, nùn đi, và từ ngày xưa cái tuổi thọ con người cao hơn. Rồi sau đó tuổi thọ bắt đầu giảm đi, giảm đi. Cái thời Đức Phật tuổi thọ con người trung bình là 100 tuổi không? Và lúc ấy chắc là cái vóc dáng con người chắc phải cao hơn một gang tay nữa. Thời giờ đang xấu đi. Nó thường thường nó như vậy. Có những cái thời nó vào cái thời kiếp tăng ấy, con người sẽ cần cao rất là cao, mấy chục mét. Nhưng mà con người sẽ đang ở thời kiếp giảm, dần dần cứ nùn tịt xuống thành các chú nùn nữa. Thì không phải thời ngày xưa sẽ khác, thời bây giờ khác. Và những con người cũng sẽ thay đổi về màu da, về vóc dáng. Nó thay đổi theo thời thế. Vậy nên mình không thể biết được thời ngày xưa con người như thế nào, mà cũng không nên bận tâm quan tâm đến điều đó làm gì. Thì biết là con người nào cũng là máu đỏ, nước mắt mặn, là đất nước nửa gió thôi. Thì chỉ cần suy xét như vậy thì có lợi ích hơn, nhưng còn phân biệt những cái kia thì nó chẳng đem lại cái lợi ích gì cả. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Lam Nguyễn ạ. Dạ con thưa sư, trường hợp bị nghẹt mũi thường xuyên thì quan sát hơi thở như thế nào ạ? Con cảm nhận được hơi ấm, lơ nhân trung, nhưng là do dùng sức hít thở, chỉ hơi mệt. Và mí môi, lưng môi lên thì cảm nhận được hơi thở, lơ nhân trung. Vì nghẹt mũi quá nên con làm vậy, mà làm vậy thì hơi mỏi. Con chỉ thấy được hơi ra, còn hơi vào thì không thấy được ạ. Và việc theo dõi hơi thở có giúp định tâm không ạ? Con kính chiên sư ạ. Nếu như nghẹt mũi thì hãy dành ra khoảng 20 đến 30 phút đầu thực hành thiền tâm từ hoặc một cái pháp thiền nào đấy, thiền niệm An Đức Phật trước, để cho cái tâm nó an lại. Khi cái tâm nó an lại, tự động nó sẽ hết cái hiện tượng nghẹt mũi đấy đi. Thường là có rất là nhiều người dù nghẹt mũi đến mấy, nhưng mà nếu như thực hành thiền thường xuyên rồi, mà thực hành lâu dài rồi, thì đến lúc hành thiền nó tự động nó sẽ hết cái nghẹt mũi động. Trong cái lúc mình chú tâm vào hơi thở thì mình sẽ thấy được hơi thở. Vì khi hành thiền tâm thân nó an, tâm nó an, cho nên hơi thở nó rất là an tịnh, nó rất là vi tế. Nó cần một cái lượng oxy rất là ít, và nó không cần, cho nên dù nó có nghẹt mũi nhưng nó chỉ cần đủ để có một cái làn hơi thở rất là nhỏ đi vào đi ra ở trước cửa mũi là đủ rồi. Và vẫn quan sát được hơi thở vào ra, dù nó vào hay nó ra không quan trọng. Mình chỉ cần hơi loáng thoáng biết một chút ở trước cửa mũi có cái hơi thở nó phảng phất ở đấy, và mình quan sát được như vậy, nhận biết được như vậy là đủ để hành thiền, đủ để chánh niệm tỉnh giác nhất tâm và vẫn đạt định được. Vậy thì cứ cứ quan sát, không đừng quá căng thẳng, đừng quá là phải đi tìm kiếm hơi thở rõ ràng, không cần rõ ràng, lơ mơ cũng vẫn quan sát được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Hội. Dạ con thưa sư, những bậc giác ngộ A-la-hán thì khi nằm ngủ họ có còn chiêm bao nữa không ạ? Con xin chiên sư ạ. A-la-hán nằm ngủ còn chiêm bao là một cái chuyện rất bình thường. Chiêm bao là cái hoạt động của cái tâm hữu phần. Thì các bậc A-la-hán vẫn có những cái tâm hữu phần đấy khi ngủ. Chiêm bao hay không nó còn tùy vào từng vị. Nhưng mà các bậc A-la-hán thì vẫn còn ngủ. Mà trong ngủ thì nó mơ là chuyện bình thường, không sao hết. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật tử. Dạ con thưa sư, hí luận có nghĩa là gì ạ? Và tại sao Đức Phật lại tuyên bố rằng ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta? Con xin tri ân công đức của sư ạ. Ý luận ở đây là những cái người bàn luận những cái chuyện gọi là những chuyện nhảm nhí, những chuyện phù phiếm, những cái chuyện không có liên hệ đến cái mục đích chân chánh, thì đấy được gọi là những cái hí luận. Hí luận là những cái câu chuyện, những cái câu chuyện như bây giờ mình cứ xem phim, những cái câu chuyện giải trí thời bây giờ ấy, thì đấy được gọi là hí luận. Hí giống như là một cái cười hú hí ấy, cười cợt, giống như là đấy, thì nó là những cái gì mà nó gọi là nói chuyện với nhau để cười vui, cứ đùa giỡn với nhau ấy. Thì đấy được gọi là hí luận là như vậy.
Thì Đức Phật không tranh luận với ai, không tranh luận với ai ở đời. Đức Phật không có chủ trương, không có cái chủ trương là đi tranh luận cãi nhau hay là về cái sự đúng sai phải trái, về cái pháp của người này đúng người kia sai làm cái gì cả, mà Đức Phật chỉ nói ra những sự thật, chỉ nói ra những cái gì là đúng thì nói nó là đúng, cái gì sai nói là sai, tức là chỉ nói ra những cái sự thật chân chánh, chứ không phải là để nói ra để vì cái sự hơn thua này, ý muốn nói là ta không phải là nói ra cái pháp này để đi hạ nhục người khác, để muốn thể hiện mình có tài trí cao hơn, mà những cái pháp này nói ra chỉ có một cái mục đích, đó là chỉ đường cho những người lạc lối, những người nào người ta đang đi sai đường ấy, thì nói cho biết là à, cái con đường đấy là con đường nguy hiểm khổ đau, hãy đi con đường này đi đến an vui hạnh phúc. Thì đấy là cái pháp mục đích của Đức Phật là chỉ vậy, chứ không phải là khoe khoang với đời, không phải là để đi tranh cãi với đời, không phải là để so sánh hơn thua với đời. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Bạch Minh trên YouTube ạ. Con kính Bạch sư, xin sư từ bi giảng giải đoạn này, dạ, đoạn kinh văn sao giúp con trong tương ưng chư chư thiên ạ. Này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bộc lưu. Không đứng lại, không bước tới, không đứng lại, không bước tới, tức là cái này là một cái pháp mà Đức Phật dạy là không đứng lại với thiện pháp, đối với con đường thiện ta vẫn bước đi, không bước tới những cái ác pháp, với ác pháp ta không bước chân vào, thì cứ cái con đường ấy mà đi thì sẽ bộc lưu là những cái ô nhiễm phiền não ở trong tâm. Vậy thì cái người đấy cứ thực hành theo con đường bát chánh và tránh xa con đường bát tà đạo thì là không đứng lại, không bước tới. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Trang. Dạ con thưa sư, nhà con chưa có ban thờ Phật, chỉ có một ban thờ nhỏ, thờ thần linh. Giờ con muốn đặt bàn thờ Phật nhỏ và thấp hơn ban thờ thần linh hiện tại để khi con đảnh lễ có thể nhìn thấy tượng Phật hoặc ảnh Phật. Con có thể từ bỏ ban thờ thần linh, đặt ban thờ Phật vào vị trí đó được không ạ? Việc này gia đình con có thể tự làm hay cần thỉnh một vị sư giúp ạ? Con sợ bỏ đi thì đụng chạm. Nếu gia đình con tự làm thì con cần phải làm như thế nào ạ? Con xin chiên sư ạ. Cái này mình tự làm cũng được, hoặc mình mời một vị thầy làm cũng được. Nếu như có một mình không có tự tin ý, nếu mình đủ tự tin thì mình tự làm. Và cái việc này làm hoàn toàn là được, vì mình thờ ai đó là quyền của mình, không ai bắt mình thờ. Khi mình không tôn thờ ai nữa cũng là quyền của mình, cũng không có ai là cái người nói là mình không được phép không thờ ai, thì cái đấy nó chỉ là cái tín ngưỡng, là cái đức tin của mình, cái tâm tánh của mình nó luôn luôn thay đổi. Lúc thì mình đang đi con đường này mình lại đi con đường khác, lúc mình học với vị thầy này lúc mình học với vị thầy khác, lúc mình tôn thờ cái vị thánh nhân này lúc mình tôn thờ vị thánh nhân khác, đó là chuyện của mình. Mình sẽ tôn thờ những cái bậc cao thượng hơn, thì đó là một cái sự lựa chọn khôn ngoan, không phải là cái sự lựa chọn thiếu sáng suốt, thì cái điều đó là tốt, mình có thể tự mình làm cũng được. Thì mình chỉ trước khi làm thì mình chỉ cần đấy thôi, mình có thể đến đó, một là mình tụng một thời kinh, sau đó thì mình nói là con xin từ bỏ những cái tượng của các vị thần linh để tôn thờ Đức Phật. Mình cứ nói nên đúng cái lòng mình chân thật như vậy, rồi mình hạ cái bàn thờ cái các cái tượng đó xuống, rồi mình đưa tượng Đức Phật lên, rồi sau đó mình tụng một cái thời kinh giải tâm từ chia phước, hoặc là tụng một cái thời kinh bảo hộ nào đấy cho nó an tâm. Thì cái điều đó là chuyện mình có thể làm được,
Còn nếu như mình không đủ tự tin, quá bất an, lo lắng thì hãy mời một vị thầy nào đấy để làm giúp cho mình việc đấy thì cũng được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả VM trên YouTube ạ. Dạ con thưa sư, con nghe ở Tây Tạng, sau khi Đức Đạt Ma Viên Tịch, đám người thân cận nhờ tu thiền định, có năng lực biết ngài đầu thai vào đứa nhỏ nào đó trong làng. Chuyện này có đáng tin không ạ? Con xin chiên sư ạ. Đấy chỉ là một cái truyền thống, đấy chỉ là một cái tục lệ, đấy là cái văn hóa của người Ấn Độ, của người Tây Tạng, cái văn hóa. Thì cái điều này nó tốt, cái là người ta tin vào có cái sự luân hồi đầu thai kiếp trước kiếp sau. Cái điều đó thì từ cái văn hóa ấy là cái văn hóa có thể khiến cho người ta có những cái đức tin về tái sinh luân hồi, thì người ta cũng tin vào nhân quả nghiệp báo. Thì điều đó là tốt, còn cái sự chính xác đó thì khó có thể nói là chính xác được. Thì một cái vị đó chết đi, có thể vị ấy sinh lại làm người, nhưng chưa chắc vị ấy sinh lại làm người, vị có thể sinh chư thiên hoặc sinh về một cái cõi nào đấy khác nhau. Chứ không thể là một cái vị kiếp nào, đời nào cũng sinh lại làm người như thế được. Mà cái khả năng mà có thể biết chính xác được cái vị ấy sẽ sinh lại làm người hay sinh về đâu ấy, thì phải là một cái vị có những cái thiên nhãn trí rất là thù thắng, rất cao thượng. Hay là những bậc A-la-hán mà có thiên nhãn thấy thì mới chính xác. Chứ một cái người phàm phu thì khó mà biết được. Còn đa số thì người Tây Tạng là nhận xét theo suy đoán. Như là một cái người, một cái vị Đạt Ma này chết đi, và người ta lấy cái ngày giờ chết của cái vị đó để cho những đứa trẻ nào sinh ra đúng vào cái giờ mà vị này chết đi, thì vị đó sẽ lấy cái đứa trẻ đó coi như là một cái sự tái sinh, phải đưa những đứa trẻ đó về rồi lại lựa chọn đào tạo, rồi lựa chọn thêm một trong số những cái nhóm trẻ sinh vào đúng cái giờ khắc mà vị Đạt Ma trước chết. Thì cái này sẽ không đúng, cái này có thể phản bác được. Bởi vì một cái người mà đã đi đầu thai làm người thì vị ấy phải ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Mà khi sinh ra thì có người mẹ thì sinh đủ ngày đủ tháng, 9 tháng 10 ngày, nhưng mà cũng có những đứa trẻ sinh thiếu tháng thiếu ngày. Vậy thì nếu mà căn cứ rằng một cái đứa trẻ nào mà thọ thai vào đúng cái giờ mà cái ông Đạt Ma trước này ông chết, sẽ thọ thai vào đúng cái ngày hôm đấy, thì ông đấy biết ai là cái người thọ thai vào cái giờ phút mà ông chết này được. Và ai mà biết được là cái người này là sinh đủ tháng đủ ngày. Mà lại còn nên lấy một cái đứa trẻ nó sinh ra, vậy thì nó đã thọ thai trước đó rồi. Một cái đứa trẻ mà nó sinh ra đúng cái giờ phút mà cái vị Đạt Ma này chết đi, thì nó đã thọ thai 9 tháng 10 ngày trước. Vậy thì không phải vị Đạt Ma này thọ thai, mà phải là, vậy thì chắc chắn đó là một người khác. Vì theo cái quy luật tái sinh là vậy, vị đó sẽ đầu thai vào trong bụng mẹ ngay khi mà cái có cha mẹ và có cái thần thức đi tái sinh đó cùng gặp trong một cái khoảnh khắc đó thì mới đi tục sinh, rồi vị đó phải ở trong thai mẹ 9 tháng 10 ngày sau mới sinh ra. Chứ không phải là người mẹ bắt đầu khi đi sinh rồi thì mới có thần thức đi tái sinh vào đứa trẻ. Nó nằm ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày, nó là một cái cục thịt, nó không có thần thức gì à. Vậy thì cái điều đó, vậy thì căn cứ vào cái điều đó mà nói rằng một vị Đạt Ma đi chuyển kiếp như vậy sẽ không đúng. Và nhưng mà đó là một cái văn hóa để người ta lấy ra một cái người có cái, để người ta giữ được cái đức tin rằng có cái luân hồi tái sinh, thì đấy là cái văn hóa của cái người Tây Tạng thôi, chứ không phải là giáo pháp của Đức Phật dạy như vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Thiện. Dạ con thưa sư, Đức Phật học thiền định từ đạo sư Anara Kanama và Udaka Ramabuta với đề mục là hơi thở hay đề mục nào ạ? Con xin chiên sư rất nhiều. Pháp thiền hơi thở thì Đức Phật tự thực hành trong cái lúc mà Ngài lên 7 tuổi, ngồi dưới gốc cây hồng táo ấy, không ai dạy hết. Sau này đi thực hành với các vị thầy dạy về thiền chỉ, thiền định ấy,
thì Đức Phật sẽ thực hành các pháp thiền biến xứ Kasina, đất nước nửa gió hoặc đen vàng đỏ trắng. Chứ Đức Phật không hành thiền hơi thở với các vị thầy ở. Vì để mà hành được các thiền vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ ấy, thì chỉ có các biến xứ Kasina thôi, đất nước nửa gió đen vàng đỏ trắng ấy, mới nên được các tầng thiền vô sắc đấy. Vậy cho nên rằng Đức Phật hành các cái tầng thiền biến xứ Kasina với các vị thầy đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Trần trên YouTube ạ. Dạ con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con ghi lại những câu kinh vào trang giấy để đọc cho thuộc, xong rồi con vứt trang giấy đó vào thùng rác, có bị phạm tội không ạ? Con xin chiên sư ạ. Nếu mình là một người thận trọng, có cái lòng tôn kính kinh thì nên đốt đi, để thể hiện cái lòng tôn trọng. Nếu như mình biết là cái thùng rác ấy cũng là những cái thùng rác xả giấy và người ta sẽ mang đi đốt và người ta không có đổ đến những nơi uế tạp ấy, thì cũng được. Nhưng mà mình có cái tâm thận trọng, biết là không có thể trong thùng rác ấy nó ô uế, và mình có cái lòng cung kính tôn trọng với pháp thì nó sẽ có cái phước của cái sự cung kính. Còn nếu mình mà quá cẩu thả, coi thường kinh ấy, nghĩa là bạn đâu vất đấy cũng được, thì nó vẫn có quả báo bất thiện nhé. Sau này vẫn bị những cái quả báo không tốt. Nên tôn trọng, dù đó là kinh mà được viết là một tờ giấy, thì cũng phải hết sức trân trọng. Và hãy đốt đi thì tốt hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Cường. Dạ con kính bạch sư, con có phát nguyện giữ năm giới tu tại gia, nhưng trong quá trình sống có đôi khi con vẫn phạm giới. Việc con phạm giới sau khi phát nguyện như vậy có làm nghiệp nặng lên nhiều hơn so với việc một người không phát nguyện giữ giới mà phạm giới không ạ? Con xin chiên sư ạ. Phạm giới thì cũng mình có giữ giới thì sẽ, cũng có lúc nó sẽ phạm giới, và cái nỗi đấy không lớn nhé, không lớn bằng cái người không thọ giới. Cái người không thọ giới thì người ta phạm giới rồi, người ta thản nhiên, người ta không hổ thẹn với những cái hành động tội lỗi. Còn với người có thọ giới, khi mình phạm giới mình cảm thấy bất an, rồi cảm thấy có cái sự hổ, xấu hổ, ghê sợ với cái điều phạm giới ấy, và mình có cái tâm sám hối và vẫn ngăn ngừa được cái sự phạm giới ấy, nên là vẫn nên thọ giới dù rằng có lúc mình phạm giới, đó là chuyện bình thường. Mình đừng quá là coi thường giới, tức là mình thọ rồi mà không bao giờ để tâm đến cái việc giữ giới ấy. Mình cứ làm một cách thản nhiên bừa bãi ấy, thì cái sự giả dối, tức là thọ giới mà không chân thật ấy, thì mới có tội. Còn nếu như mình thọ giới, mình có cái tâm giữ gìn giới, nhưng có những lúc do phóng dật, do vô minh, do phiền não, do những cái trái ý nghịch lòng, cho nên có những lúc mình phạm giới thì mình lại sám hối, rồi hãy buông xả cả cái hành động sám hối ấy đi. Những lúc mình giữ giới nó vẫn có phước, còn phạm giới một chút thì vẫn sám hối được. Cho nên là vẫn nên thọ trì giới chứ không nên buông giới. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả. Dạ con kính bạch sư, con xin sư giải thích cho con hiểu rõ về tứ diệu đế ạ. Con xin chiên công đức của sư ạ. Tứ diệu đế là bốn sự thật. Đó, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Bốn sự thật này có thể hiểu trên cái pháp tương đối, như đó là sinh già bệnh chết là khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ni khổ, oán táng nguội khổ, chấp thân năm muộn là khổ. Thì cái đấy học lý thuyết mình sẽ hiểu ra thôi. Tập đế là tham ái, là nguyên nhân sinh ra khổ. Diệt đế là chứng đắc niết bàn, diệt trừ hết vô minh tham ái, đó là diệt đế. Đạo đế là bát chánh đạo, con đường tu tập để đi đến niết bàn đó. Thì đấy là mình có thể hiểu trên lý thuyết như vậy. Còn trên cái sự thực hành để mà giác ngộ ra được cái tứ thánh đế thì vì ấy cần phải thực hành thiền chỉ, thiền quán. Khi nào mình tuệ chi quán sát được cái thân năm muộn này là các pháp hữu vi vô thường ấy, thì lúc đấy mới là thấy ra được cái sự thật thứ nhất là khổ đế.
khi nào thấy ra được các nhân sinh ra thân ra muộn này là các cái vô minh tham ái chấp thủ ở quá khứ, thì lúc đấy mới gọi là giác ngộ ra được sự thật thứ hai là tập đế. Và khi nào mình hiểu rõ tuệ chi liễu chi rõ ràng các cái pháp hữu vi này là vô thường khổ vô ngã, cho nên mình nhàm chán ni tham, đoạn trừ cái tham ái chấp thủ đối với cái năm muộn ấy và chứng được niết bàn, thì lúc đấy là diệt đế. Còn lại trong suốt cái quá trình thực hành đấy là đạo đế. Thì tứ diệu đế có thể hiểu theo hai cách như vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Ngọc. Dạ con kính thưa sư, con được học pháp thiền niệm ân đức Phật từ một bài pháp của sư. Sư đã dạy niệm từng ân đức một. Sau khi đã thuần thục được 9 ân đức thì niệm một lần 9 ân đức. Vậy khi niệm sang ân đức kế tiếp, ta có niệm lại ân đức mà ta đã thuần thục trước đó không ạ? Hay chỉ chuyên tâm vào ân đức mới cho thuần thục ạ? Con rất mong được sư chỉ dạy ạ. Con xin tri ân công đức của sư. Đầu tiên là niệm ân đức thì Arahang Arahang, khi nó thuần thục rồi thì niệm đến Samma Sambuddho Samma Sambuddho, thì mình có thể niệm qua một hai lần Arahang rồi đến Samma Sambuddho cũng được, hoặc là mình chỉ niệm mỗi Samma Sambuddho ân đức thứ hai đấy thôi mà không cần niệm đến ân trước cũng được. Thế này cái hai cách này nó giống như người học bài vậy, ôn lại bài cũ một chút trước khi học bài mới cũng được, mà mình học thẳng vào bài mới không cần đi qua bài cũ cũng được. Vậy thì lúc đầu Arahang Arahang mà niệm thuần thục rồi thì niệm đến Samma Sambuddho Samma Sambuddho, rồi sau khi mà đã thuần thục cả hai mình có thể nối hai ân đức cái bài với nhau được, Arahang Samma Sambuddho Arahang Samma Sambuddho đến Vicha Charana Sambanno, thuần thục rồi thì nối ba cái Arahang Samma Sambuddho Vicha Charana Sambanno, thuần thục rồi thì lại cứ thêm vào vậy cho đến khi nó đủ 9 ân. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Du Hun trên YouTube ạ. Dạ con thưa sư, con là người tại gia mà con mới biết đến Phật Pháp, đặc biệt là giáo pháp Nguyên Thủy. Dạ con thưa sư, con muốn quy y Tam Bảo và tu tập. Con xin sư cho con một lời khuyên, con xin tri ân công đức của sư ạ. Quy y thì rất là dễ dàng. Nhất là mình cứ tìm hiểu những cái pháp quy y đi, thế nào là Phật, thế nào là Pháp, thế nào là Tăng. Quy thọ trì năm giới và tìm hiểu các cái giới ấy, cứ nghiên cứu tìm hiểu về các pháp ấy trước, rồi khi nào có đủ điều kiện mình gặp một cái vị sư nào đấy, một vị thầy, một vị tỳ kheo nào đấy, rồi mình có thể thỉnh thưa với vị ấy là thỉnh Bạch Tê sư hãy truyền cho con tam quy ngũ giới. Chỉ cần thế là vị ấy sẽ truyền thọ tam quy ngũ giới cho mình, vị ấy đọc trước mình đọc sau. Chỉ 5 đến 10 phút là cái nghi thức thọ trì tam quy ngũ giới thành công, thành tịnh, nhanh chóng, dễ dàng. Còn việc mình nghiên cứu để hiểu cho sâu thì mình cứ nghiên cứu, chứ càng lâu càng tốt. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Lê Trung Hiếu. Dạ con kính bạch sư, con đi dâng y ca thi lá tại chùa mình, và con có phát nguyện trở thành một vị A-la-hán gồm tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích. Vậy lời nguyện của con có thành tựu không thưa sư? Con kính mong sư giải đáp câu hỏi của con ạ. Sa-du, sa-du, sa-du. Cái việc mình phát nguyện thì cứ nguyện. Cái nguyện đấy không phải là chỉ một lần, mà mình có thể nguyện thường xuyên liên tục hàng rất nhiều lần. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào làm một cái thiện nghiệp, một thiện pháp gì, hãy cứ nguyện như thế. Nên là khi mình tụng kinh xong mình nguyện như thế, lễ Phật xong nguyện như thế, ngồi thiền xong nguyện như thế, hàng ngày cũng đều nguyện như thế, cả cái lời nguyện nó càng thâm sâu vững mạnh thì càng tốt. Còn nó thành tựu hay không thì chờ khi nào có một vị Phật ra đời mình phát nguyện trước, rồi vị ấy quan sát, vị ấy mới biết được mình có thành tựu hay không, rồi vị ấy mới thọ ký chứng minh cho mình được. Chứ còn cũng chưa biết chắc là có thành tựu hay không. Nhưng cái lời nguyện đấy nó tốt, nó làm động lực để mình vun bồi các ba la mật, các công đức. Nên là cứ nguyện được như thế là tốt. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả VM trên YouTube ạ. Dạ con thưa sư, tu thiền tốt cho tâm trí. Con người cần tập thể dục, yoga để cơ thể khỏe mạnh,
sống thọ. Mình cần dùng điện thoại xem chủ đề sức khỏe. Điện thoại cần thiết nhưng ảnh hưởng tu thiền đúng không ạ? Con xin chiên công đức của sư ạ. Rồi điện thoại thì nó có những cái mặt tốt, những cái mặt xấu như vậy. Một cái người nào mà không đắm nhiễm vào điện thoại thì có dùng vẫn hành thiền được. Nhưng có những người do cái tâm của mình nó yếu đuối, mình không cưỡng chế lại được những cái hấp dẫn ở trong đó, cho nên nó bị lôi cuốn, làm loạn tâm, làm mất thời gian ở trong đấy. Thì với những người như vậy không nên dùng điện thoại. Thì điện thoại nó chỉ là một cái vật chất, là một cái phương tiện bình thường thôi. Nếu như mình là người chuyên sâu miên mật hành thiền, không có những cái phận sự gì ở bên ngoài thế gian, không cần phải dùng điện thoại để liên lạc đây kia, thì không nên dùng thì tốt hơn, xa lánh được những cái chướng ngại đó, những cái pháp chướng ngại đấy là tốt. Còn nếu như một cái người còn phải nhiều cái phận sự công việc làm ăn ở đời, mình chưa phải là người chuyên tu, mình cần phải dùng cái điện thoại đó để giải quyết các cái công việc của bản thân mình, thì cái đấy là quyền của mình. Tu một chút chút, chứ chưa phải là chuyên tâm, chuyên sâu. Thì cái việc dùng điện thoại hay không dùng điện thoại nó cũng không quan trọng. Nhưng khi chuyên tu thì mình nên hạn chế và buông, tránh xa điện thoại thì tốt hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hữu Khang. Dạ con thưa sư, làm sao để con hạn chế suy diễn, suy nghĩ nhiều? Khi ai đó nói với một người từ xa, con đang nghĩ là họ nói con. Hoặc khi nói về tật xấu của người khác, con đang nghĩ con cũng vậy và dễ phản ứng suy diễn thành họ nói xấu con và con dễ dàng phản ứng. Khi ai đó nhắc tên con, làm ví dụ của họ hoặc vấn đề nào mà con quan tâm, người khác không ủng hộ, con cũng dễ phản ứng. Con xin sư từ bi chỉ bảo, con xin chiên công đức của sư ạ. Này là do cái tâm lý của mình nó quá tự ti, quá là mặc cảm, quá là yếu đuối. Và nó cũng là do cái cách nhận thức, cái này có thể thay đổi được. Này phải nên thay đổi thì tâm nó sẽ bất an hơn, nó sẽ dễ dàng hòa nhập trong cuộc sống. Thế nếu mình mà cứ giữ cái tâm lý ý thức như vậy thì cái tâm lý ý thức đấy không tốt, nó làm cho cái tâm mình luôn luôn bất an, phiền não, khổ sở. Sống như vậy nó loạn tâm tán ý, mình cũng không có tu tập, nó cũng không phát triển cao được. Thì cứ thực hành thiền tâm từ nhiều, nó sẽ buông bỏ được những cái tâm lý đấy, tâm nó sẽ tự tin lên. Vậy thì hàng ngày nên thực hành thiền tâm từ nhiều, sống trong chánh niệm nhiều, luôn luôn chánh niệm, và đừng có so sánh mình với người khác nhiều. Có cái tâm lý của mình cứ hay so sánh mình với người khác nhiều là nó hay sinh ra những cái mặc cảm tự ti đó. Hoặc là cái người đấy mình thực hành một cái pháp thiền quán về 32 thể trược nhiều và luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trên cái 32 thể trược đấy được. Và lúc nào mình quán mình cũng chỉ là 32 thể trược ôi thối này, bất tịnh này. Và khi mình thấy bất cứ ai mình cũng chỉ quán người đấy là 32 thể trược ấy, thì nó không khởi nên cái tâm yêu và ghét. Cái tâm này là do mình quá cái quá nặng nề về tình cảm, sống quá tình cảm về yêu và ghét, cho nên nó mới sinh ra như vậy. Còn nếu như mình quán được ai ai cũng như nhau, cũng chỉ là cái thân uế trược này, thì nó cũng là một cái cách để nó hóa giải những cái tâm mặc cảm ấy đi. Vậy thì phải luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác trong mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà khi đi đến đâu gặp ai hay là người ta nói gì, đừng có bận tâm, đừng quan tâm đến người ta khen mình chê mình, hay là đừng bận tâm nhiều, mà lúc nào mình cũng chánh niệm tỉnh giác trong một cái pháp mình đang tu tập đấy, dù là ở một mình hay là ở trong một cái hội chúng đông, thì mình cũng luôn có chánh niệm tỉnh giác như vậy. Thì một thời gian sau là nó sẽ hết những cái tâm lý đấy đi, cái tâm lý này có thể thay đổi được không đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả thiền sinh ạ. Dạ con thưa sư, thiền sinh đến thiền viện hay chùa tu tập, nếu được một vị thiền sư hay ngồi thiền cùng trong những thời thiền thì có lợi ích hơn không? Nếu không có mặt của thiền sư ạ, nguyện vọng của con là thiền sinh lữ, tu lữ có thể được tu tập những thời thiền chung cùng cả tăng đoàn và có sự có mặt của sư để được nâng đỡ trên con đường tham ma.
Đây là một câu hỏi nhưng cũng là một nguyện vọng của con ạ. Con xin sư từ bi chỉ dạy ạ. Hành thiền là một cái pháp gọi là độc cư, viễn ly. Không nên nghĩ là mình cần phải hành thiền chung với ai. Trong cái lúc ngồi thiền thì Đức Phật chỉ dạy là hãy đến gốc cây, đến ngôi nhà trống, đến bãi tham ma, đến cánh đồng, vào khu rừng, vào hang đá. Đấy là những cái nơi mà thanh vắng yên tĩnh nhất, và hành thiền nên hành thiền một mình là tốt nhất, chứ không nên nghĩ rằng mình phải hành thiền chung với ai. Cái tâm lý mà mình còn thích cộng hưởng chung với nhiều người, thích cộng trú với nhiều người, như vậy là một cái tâm lý ấy nó chướng ngại. Nếu như mình còn cái nguyện vọng ấy là một cái nguyện vọng sai, không 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 nên có nguyện vọng như vậy, mà mình nên có cái tư tưởng là làm sao mình có một cái không gian một mình yên tĩnh, không cần phải trước một ai hết thì tốt hơn. Còn còn muốn cộng trú với hội chúng như vậy nên là thì hành thiền khó mà đắc định được, khó mà giữ được chánh niệm. Đức Phật nói là không ưa thích hội chúng, mà không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, thì mới có thể vào thiền định thâm sâu được. Nên hãy bỏ cái suy nghĩ đấy đi và thay đổi lại thì tốt hơn. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả. Dạ con thưa sư, người tam nhân ngồi thiền mới thấy ánh sáng hay người nhị nhân cũng có thể thấy ánh sáng khi ngồi thiền ạ? Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. Với người tam nhân mà thực hành, mà cũng phải là một cái người đấy nỗ lực tinh tấn, nhiệt tâm, không phóng dật ấy, thực hành đúng pháp thì mới có thể vào định. Khi vào định thì nó có thể có ánh sáng và có thể đi đến cận định, an chỉ định, các tầng thiền được. Với người nhị nhân thì trong kinh Đức Phật chỉ nói rằng vị ấy không thể chứng được thiền thông đạo quả, tức là không thể chứng đắc được các tầng thiền, không thể chứng đắc được các pháp thượng nhân ở trong cái kiếp sống này, vì cái đầu thai, cái tâm tục sinh nó không có trí tuệ, cho nên là cái chánh niệm nó yếu. Chứ trong kinh Đức Phật cũng không nói là những vị ấy có thể có được những cái định thấp hơn hay không, thì cái này không biết được. Chỉ việc thực hành thì cứ thực hành thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngô Tự Quân. Dạ con kính bạch sư, phước thiện của việc dâng y ca thi lá có đủ giúp một người tái sanh vào thiên giới nếu người đó có mong cầu như vậy không ạ? Con xin chiên sư ạ. Để có thể sinh thiên giới được, thực ra cái pháp sinh thiên giới rất là dễ, dâng một cái tấm y thường cũng sinh thiên giới được, với một cái tâm cung kính đảnh lễ tượng Phật, bảo tháp cũng có thể sinh thiên giới được, với một cái sự cúng dường hương hoa đều có thể có khả năng sinh thiên giới. Nhưng với cái điều kiện là cái thời điểm cận tử, cái tâm của mình nó vẫn còn hướng đến cái nghiệp đó, cho nên là mình cũng không nên chủ quan, không nghĩ rằng là ta đã làm được một việc phước như là dâng y ca thi lá rồi chắc chắn ta sẽ sinh thiên, từ nay không phải làm gì nữa, nay sống nhẫn nhơ chơi bời phóng dật năng xăng ấy. Thế mà sống chủ quan như vậy sau này đọa địa ngục đừng trách. Vậy nên là phải làm việc phước không phải chỉ làm một lần mà thành tựu, cứ phải làm nhiều lần, làm đi làm lại nhiều để cho cái nghiệp ấy nó tích lũy, nó tăng trưởng lên, nó trở thành những cái cực trọng nghiệp, thành cái nghiệp lớn thì mới chắc ăn. Vậy nên là cứ làm rồi lại làm nữa, làm nhiều nữa thì mới mới đảm bảo là đến lúc lâm chung cái tâm của mình nó mới hướng đến cái nghiệp đấy, cái nghiệp ấy nó mới trở thành cái nghiệp hữu, mới đưa mình đi tái sinh theo cái nghiệp đấy được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hạnh. Dạ con thưa sư, những ngày rằm mùng 1, ngày giỗ người thân mình thì mình nên làm như thế nào và có lời khấn ra sao ạ? Họ có cần phước từ mình không và mình cần làm gì để chia phước đến họ? Con có nghe là ngày giỗ phải làm trước ngày mất một ngày thì người mất đó mới nhận được và người ta phước mỏng nếu mình còn xin phù hộ cho mình nữa thì người ta khó siêu thoát được ạ. Ngày rằm mùng 1, con cũng mua hoa quả thắp hương chứ không biết cúng khấn thế nào ạ. Con mong sư từ bi giải đáp giúp con ạ. Con kính chiên sư ạ.
Những cái ngày đấy là những ngày mình cần phải tu tâm và tạo phước thì có lợi ích cả cho mình, cả thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và hiện tại. Thì cái cách tu thân mà thì những cái ngày hôm đấy nên thọ bát quan trai giới, là mình cần phải thực hành giữ bát quan trai giới, nó tạo ra công đức phước lành lớn. Ngoài cái bát quan trai giới ra rồi tạo phước khác như là lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, cúng dường tam bảo. Thì đấy là những cái phước nó hỗ trợ vào nữa. Rồi sau đó thì mới đem tất cả những cái công đức phước lành đã tu tập, đã tạo tác ấy hồi hướng cho ông bà tổ tiên, những người đã quá vãng và hiện tại. Nếu như mà mình thực hành được những cái pháp gọi là tu tập và tạo phước ấy hàng ngày rồi thì mình có thể hướng đến ông bà ngày nào cũng được, không đến tổ tiên ngày nào cũng được, chứ không nhất thiết phải là ngày rằm hay là không nhất thiết phải là ngày giỗ. Ngày giỗ chỉ là cái thế gian đặt ra mà thôi, chứ không phải là ngày trước giỗ 1 ngày 2 ngày. Còn khấn xin cái điều gì cũng không cần phải khấn xin điều gì, mình chỉ cần nhớ biết được cái cách chia phước là được rồi. Có thể là học một cái bài kinh nào đấy để thuộc được câu là phước lành này của con nguyện đoạn trừ các phiền não trầm luôn, phước lành này của con nguyện làm duyên chứng ngộ niết bàn, những cái phước con đã tạo ra đây xin hồi hướng đến ông bà tổ tiên, mong cho các vị an vui, hồi hướng đến tất cả chúng sinh chư thiên, cầu mong cho các vị ấy an vui. Thế là được, chỉ cần thuộc mấy cái câu chia phước đấy là được, không cần phải khấn khứa, không cần phải xin xỏ gì, không cần phải mong bà phù hộ cho cái gì cả. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trân Lâm Liên. Dạ con thưa sư, con hành thiền hơi thở, điểm xúc chạm con nhận rõ ở bên cánh mũi phải, ở vành ngoài của mũi. Thời gian gần đây khi ngồi thiền, lúc đầu con càng cảm nhận, con còn cảm nhận rõ như vậy. Nhưng sau khi không còn cảm nhận được hơi thở và điểm xúc chạm, thì con lại cảm nhận rõ sự phồng xẹp của bụng. Con không có tác ý chú tâm đến vùng bụng và cố gắng chú tâm về nơi cửa mũi phải, nhưng lúc đó con chỉ thấy sự phồng xẹp của bụng thôi ạ. Con mong sư hướng dẫn cho con ạ. Con xin chiên sư ạ. Lúc đầu mình bắt đầu ngồi mình mới hướng tâm lên điểm xúc chạm để mình biết được cái vị trí hơi thở nó là ở đấy, nó là ở trước cửa mũi, rồi mình luôn luôn giữ cái tâm ở trước cửa mũi hoặc là ở trước mặt mình nhỉ, để mình thấy hơi thở. Khi cái tâm nó chuyển sang nó quan sát hơi thở đều đều rồi và nó dần dần nó không còn bận tâm quan tâm đến điểm xúc chạm nữa, và nó chỉ cần biết là hơi thở đang đi vào đang đi ra thôi. Cái lúc mà hơi thở đang đi vào đi ra mà tâm toàn ý mình nó quan sát được hơi thở rồi ấy, nó không còn cảm giác về điểm xúc chạm nữa, thì lúc ấy mình nghĩ đến cái gì thì nó sẽ cảm giác như hơi thở nó ở đấy. Lúc ấy mình đưa nghĩ đến bụng thì mình cảm giác như mình đang quan sát hơi thở ở bụng, mình nghĩ đến đầu cảm giác như quan sát hơi thở ở đầu, thì cái đấy lúc đấy là cái tâm của mình nó đã bám được vào hơi thở rồi, thì lúc ấy không lo nữa, lúc ấy đừng đừng bất an, đừng lo lắng không biết ta có để tâm đúng điểm xúc chạm hay không, mà lúc đấy cứ cứ yên tâm, cứ nghĩ rằng mình đang quan sát hơi thở ở cửa mũi thế thôi, ở trước mặt thế là được rồi. Và cũng đừng đi kìm lại cái điểm xúc chạm làm gì, điểm xúc chạm nó chỉ là cái khoảnh khắc đầu tiên mình hướng tâm lên đó để mình ghi nhớ cái vị trí của hơi thở ở đó, rồi khi tâm nó bắt được vào hơi thở rồi thì mình nghĩ đến cái gì thì nó cũng đang ở hơi thở mà thôi, nên đừng đừng có bận tâm lo lắng là nó đang ở đâu, và cứ quan sát hơi thở vào ra đấy là được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thảo trên YouTube ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, phương pháp thiền định có từ khi nào ạ? Có phải có trước thời Đức Phật không ạ? Con xin chiên sư ạ. Trước thời Đức Phật cũng có các vị ẩn sĩ, các vị đạo sĩ đã từng thực hành thiền định. Phương pháp thiền định nó luôn luôn có ở trong thế gian. Bởi vì ngay cả khi không có những vị nào truyền dạy thì vẫn có những vị sinh ở các cõi Phạm Thiên xuống. Các vị ấy tự thực hành được thiền mà không có ai dạy. Các vị ấy chỉ cần chú tâm vào một cái đối tượng nào đấy. Có những vị chỉ cần ngồi nhìn một cái hồ nước và vị ấy nhất tâm ở trên đấy và vẫn đắc được các tầng thiền, hoặc là có những vị chỉ cần nhìn vào một cái mảnh đất trống rồi vị ấy chú tâm trên cái mảnh đất đấy rồi tự tướng nó xuất hiện thì vị ấy chúng vào các tầng thiền, vị ấy có những vị thì nhìn vào ngọn lửa rồi chứng được tầng thiền,
Có những vị chú tâm vào hơi thở mà chứng đắc được thiền, có những vị thì rời tâm từ bi với tất cả chúng sinh mà chứng thiền. Thì luôn luôn có ở trong thế gian, ở mọi thời điểm vẫn có những người, không phải là tất cả mọi người đều biết, nhưng mà vẫn có những chúng sinh, vẫn có những người vẫn thực hành cái pháp thiền đó, thiền định đó, đấy là pháp thiền định. Thì vậy nên là những cái vị nào chuyên tu những pháp thiền định đấy thường là những vị ẩn sĩ ở trong núi tuyết, trong cả thời có Đức Phật hay thời không có Đức Phật, thì cái pháp thực hành thiền này, thiền định vẫn thường xuyên có. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả VM trên YouTube ạ. Dạ con thưa sư, sau 40 tuổi, bộ phận cơ thể bị thoái hóa, như đốt sống cổ, ngồi thiền trên một tiếng, cổ con bị mỏi, phải thoát bót mỗi ngày, nhúc nhích cổ sẽ bị động tâm khi thiền. Con xin sư chỉ cách khắc phục ạ, con xin tri ân sư ạ. Lúc đấy mình ngồi, cứ ngồi mềm mại ra, đừng nhúc nhích nhiều. Và khi nó mà đau vừa vừa thì cứ cố mà kham nhẫn. Kham nhẫn cứ nói là cái đau này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Nên là cứ kham nhẫn đến mức độ là không thể kham nhẫn được nữa thì thôi. Nhưng cái người có bệnh thì nó cũng là chướng ngại. Cái sự thực hành nó sẽ yếu kém hơn là cái người không có bệnh. Nếu như mình có thể chữa được cái bệnh đó đi thì mình vừa hành thực hành, mình cũng nên dành cái thời gian điều trị cho cái bệnh đấy nó giảm bớt đi, thì lúc hành thiền nó an hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Mai Đào trên YouTube ạ. Dạ con kính thưa sư, khi con giữ giới, hành thiền hay cúng dường trai tăng, con phát nguyện công đức mong chồng và con của con giữ giới thành thiền thì có được phép không ạ? Và nguyện đó có lợi ích gì không ạ? Nguyện mong người khác tốt, cái nguyện đấy là tốt, nhưng có thể thành tựu nhưng cũng có thể không thành tựu. Nhưng mình nguyện những cái điều tốt cho người khác thì đó chính là cái tâm từ bi của mình. Thì khi mình mong những cái điều tốt đẹp để cho mọi người là cái tâm của mình là tâm tốt. Còn cái người đấy người ta có tu tập hay không còn tùy thuộc vào người ta, cũng có thể mình sẽ cảm hóa được người khác nếu như mình có cái nguyện mạnh như vậy. Đôi khi mình sẽ có thể cảm hóa được người đó thực hành pháp giống như mình được, nếu như mình có sự kham nhẫn, có sự kiên trì, thì một lúc nào đó có thể nó sẽ thành tựu. Mà nếu như không thành tựu đời này, có thể đời sau nó thành tựu, hoặc nhiều đời nhiều kiếp mới thành tựu. Nhưng không phải một cái ước nguyện gì mà nó dễ dàng thành tựu đâu. Cái ước nguyện mà giúp người khác rất khó thành tựu. Như Đức Phật thì vì muốn giúp đời mà phải tích lũy ba la mật trong 4 a tăng thì kiếp 100.000 đại kiếp mới giúp được người khác. Cũng vì mong muốn cho người khác tu tập đi đến giải thoát đâu. Cũng phải rất là gian khổ. Thì bản thân mình phải kham nhẫn những cái gian khổ và tích lũy nhiều công đức thì mới cảm hóa được người khác. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoa Hoa. Dạ con thưa sư, một người ngồi thiền, hơi thở thấy học tướng, ánh sáng lờ mờ như làn khói, nhưng chưa thấy quang tướng sáng rực rỡ, cũng chưa đắc thiền. Vậy đó có phải là người tâm nhân không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Tốt nhất mình đừng nên bận tâm đến cái nhị nhân, tam nhân, nhất nhân làm gì, mà cứ nên giữ chánh niệm thực hành thì tốt hơn. Nên ít quan tâm, bận tâm cái đấy chỉ là cái khái lý thuyết mình học để mình biết như thế thôi. Chứ mình không quá nên ám ảnh bởi mình có phải là nhị nhân hay tam nhân hay không. Và cứ nỗ lực cố gắng thực hành. Nếu như mình đã có cái tự tướng mạnh như vậy mà tinh tấn thêm một chút thì chắc chắn sẽ đắc được các tầng thiền. Có thể mình cứ lúc nào cũng cứ cho rằng mình là người tam nhân đi, đừng có cho rằng mình là người nhị nhân. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Mạnh Tùng trên YouTube ạ. Dạ con bạch sư, xin sư cho con hỏi. Con nghe nói muốn thọ giới tỳ kheo và có giấy tờ chứng nhận phải có tối thiểu bằng cấp 3 cho người dưới 30 tuổi và không cần cho người trên 3 tuổi, có phải không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Những cái quy định thì mỗi một cái thời
đặt ra những quy định khác nhau. Mỗi một cái vùng miền đặt ra những quy định khác nhau. Cái này nó còn tùy theo. Có thể là một cái ông thầy, ông muốn độ đệ tử, ông cũng đặt ra cái quy định mà ai muốn xuất gia với tôi thì vị ấy phải là dưới 30 tuổi tôi mới nhận, trên 30 tuổi tôi không nhận. Hoặc là ai muốn xuất gia với tôi phải có bằng đại học tôi mới nhận, không tôi không nhận. Như vậy, giáo hội cũng có thể đặt ra tùy ý thích của những cái vị nào có quyền được. Muốn đặt ra kiểu gì thì cái luật nó sẽ là như vậy. Nhưng mà với một người xuất gia căn cứ vào giới luật của Đức Phật thì Đức Phật không quy định về bằng cấp ấy. Đức Phật chỉ quy định là người đó được phép xuất gia khi được cha mẹ cho ý, khi là một cái người không thiếu các cái căn mù điếc ngọng câm gì cả, không mắc nợ, không trốn nợ gì cả, và có đủ tiêu chuẩn của một người xuất gia, không phải là người đồng tính BD thì được xuất gia. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Dạ con thưa sư, trong các đám tiệc, đám cưới, tiệc tùng mà đãi thực khách các món ăn có những loài còn sống chế biến tại bàn ăn thì người tổ chức đám tiệc đó có bị cộng nghiệp sát sanh không ạ? Tương tự với việc đãi rượu hay rủ rê người khác uống rượu thì bản thân người đó có bị cộng nghiệp uống rượu hay không ạ? Con xin thành kính tri ân sư và ban tổ chức ạ. Nếu mà ngồi ở trong cái bàn, mình là người tham gia ở trong cái bàn tiệc đấy, nếu mình mà sử dụng thì mình sẽ cộng nghiệp. Còn nếu như mình quyết tâm mình tránh, mình không dùng thì không cộng nghiệp. Như vậy nếu như cái người nào mà rủ rê người khác thì cái người đó cũng phạm và cũng bị cộng nghiệp. Nhưng mà cái người nào không rủ rê, mình cũng không dùng, mình không sử dụng thì không cộng nghiệp. Vậy cái lúc đấy mình, một là mình cố tình tránh, hai là mình không cố ý tránh mà mình lại thuận theo người khác thì mình sẽ phạm, thì nó vẫn tạo ra cái nghiệp đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân Anh. Dạ con thưa sư, do nhân duyên mà con thực hành thuần quán trước, xong trong quá trình thực hành, con nhận thấy hai pháp chướng ngại là trạo cử và thụy miên ở con còn mạnh, khiến con khó duy trì chánh niệm liên tục trên bốn niệm xứ. Nay con muốn phát triển thêm định tâm với đề mục hơi thở. Vậy con xin sư chỉ dẫn giúp con nên dành một thời gian chuyên sâu thiền chỉ với đề mục hơi thở Anapanasati hay con vẫn duy trì thuần quán với đề mục niệm thân là hơi thở thì thuận hơn ạ? Con kính tri ân sư ạ. Đó, với thời bây giờ cái tâm nó ô nhiễm rất là nhiều, nó yếu ớt mà đi thẳng vào thiền tuệ rất ít, rất khó thành tựu, rất khó thành công. Và đi vào định trước quán sau thì đấy là đi một cái cách nó tuần tự, đi từ thấp đến cao nó bài bản hơn. Nên đương nhiên là thực hành thiền định thì sẽ mất thời gian hơn. Mình phải có một cái quá trình để thành tựu được thiền định cũng sẽ rất là lâu, chứ không phải là dễ dàng nhanh chóng gì. Nhưng khi đã thành tựu được thiền định rồi thì cái pháp thiền quán đấy sẽ rất là dễ, rất là nhanh chóng. Cái này là do mình hoàn toàn có quyền lựa chọn. Nhưng mà giống như trong các kinh Đức Phật dạy thì vẫn luôn luôn là thực hành thiền định trước tuệ sau. Còn cái người mà tuệ trước bỏ qua thiền định là những cái trường hợp cá biệt hy hữu chứ không phổ thông. Còn những người căn tính phổ thông là đi vào thiền định rồi hẵng sang thiền tuệ. Vậy hãy đi cái pháp dễ trước khó sau thì có bài bản hơn mà đúng với cái pháp mà Đức Phật chế hơn. Dạ con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin để đáp buổi sau ạ. Mọi người hồi hướng. Idame bunyam asawa khazam vahamotu. Idame bunyam nidbanasa vichazo oto mama punya bagam sabbasathanam pachemi tesabe medamam punya bhagam napandu
Sadhu, sadhu, sadhu.